Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì tám giải thoát không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao bốn niệm trụ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì bốn niệm trụ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp môn giải thoát không không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.